Đây là bữa sáng của mình nha các bạn ơi. Mình đây là bánh bèo ngọt, mình rất thích cái món này ha. Hấp dẫn quá. Còn đây là cái phần này của ông xã mình. Ăn đi anh. Rồi hai chồng ăn sáng. Cái này là cuối cùng rồi.